Cả nhà biết cây này là cây gì không? Trái nhiều lắm nha. Cả nhà cho em biết cây này là cây gì? Thì năm trước em cũng có về. Về em quay vườn cacao của em nha. Thì nguyên một năm nay công việc làm bấp bênh em lo làm. Em không có về đây ba em với em của em chăm sóc không. Thì hôm nay về cây rất là lớn nè. Giờ buồn buồn về làm cái video chia sẻ vườn nhà cho anh chị xem cho vui. Ở đây thì nó đa dạng, cây lớn cây nhỏ nhưng mà cây nào cũng có trái. Cây nhỏ thì ít hơn chút, còn cây bự thì trái nhiều hơn chút. Mà tùy cây, nó tùy theo màu nha. Như cái cây này á, là màu nó màu tím nè, nó mà chín lên nó lớn nó thành màu tím. Thì bây giờ em mời cả nhà mình đi tham quan với em nha. Đây có trồng sầu riêng nữa nè, trồng cũng được mấy trăm cây sầu riêng nha. Nó có bét phun ngay gốc sầu riêng luôn nè, mình chỉ mở nước là tưới luôn cả sầu riêng nha. Qua đây có cây này trái đẹp lắm nè. Cây này thì cái trái nó màu đỏ nha. Đó. Trái màu đỏ. Rất là đẹp. Nó đỏ tí luôn á. Thì có loại thì nó có trái màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm trái màu vàng. Màu đỏ, màu vàng, màu tím. Có trái nó màu xanh xanh như củ hoa vậy đó. Đây màu tím nè, cả nhà xem nè. Trái màu tím rất là đẹp luôn nè. Cái này tầm khoảng 3 trái là vô 1 ký nè. Hiện tại thì 1 ký được 5.700 nha. Chưa được 6.000. Người ta thu chỉ 5.700, mình để nguyên trái với mình bán nè. Đó, nhiều trái lắm nè, trái khô quá trời luôn, nó hư nè, thấy không? Sầu riêng cũng một mùa hứa hẹn nha. Đây mình qua cây màu vàng nha. Đó. Nãy cả nhà mình thấy cái trái của nó thì màu tím, nãy em nói rồi nè. Mình qua cái cây trái có trái màu đỏ. Rồi giờ mình qua cây trái màu vàng nè, cả nhà thấy không? Bự vẫn bằng tay của em luôn, chà bá lửa luôn. Còn có một loại thì khi mà nó như qua cây này đi, một loại khi mà nó màu như vậy mình cứ tưởng là nó ra tím nha, nhưng mà không phải đâu, nó sổ lại á, có thể là ra màu đỏ nó. Nhưng mà cây này á, mình tưởng màu tím là trái này, mình tưởng tím là nhưng không tím, nó sẽ vàng nha, nó sẽ vàng nè. Đó, nhà mình thấy không, trái vàng đẹp lắm nha. Một lát mình lựa trái nào mà thiệt đẹp chứ không biết là chín hay sống, tại vì em không có về thường cho nên là em không gành là trái chín hay trái sống, nên cứ mình lựa một trái nào đẹp hẳn hoi mình trẻ mình ăn. Thì ăn nó cũng ngọt ngọt chua chua như mấy trái dâu mình vậy nha. Loại này là màu xanh nè, trái màu xanh nè, trái này còn nhỏ. Thì ở đây có được 2 hecta nha, là 2 mẫu nha, cả năm rồi mới về. Năm nay bận biểu làm ăn quá không về được. Cây này thì trái màu vàng nè, ở nhà thấy trái mà tới gốc luôn, tới đất luôn nè, nó nằm dưới đất luôn nè. Thấy nhiều trái cho chỗ cái cây bên kia rồi, nhìn nè. Cây này trái quá trái luôn. Trời ơi. Nè. Nhìn cũng vài bữa nữa là bẻ nè, ra mùng là bẻ nè. Ra mùng cây trương lại là người ta thu là mình bẻ nè. Nó trái từ trên dưới luôn, tuốt đọt luôn. Cây này nếu mà em đếm hết là phải 50 trái á.
50 trái nha. Sầu riêng thì xen canh vô thì sầu riêng cũng lớn rồi nè. Đều nữa đều, nhưng mà đều bây giờ như 10 phần thì mình chặt hết 5 phần, chữa 5 phần thôi. Ra mùng hái ra cao cũng bộn mà chắc cũng được vài tấn á. Còn cây này thì trái màu xanh nha. Cây này trái nó chín nó vẫn màu xanh. Cây nói chung cây nào cũng có trái hết trơn. Đó, ít nhiều cũng có. Cây 5 7 trái, 10 trái. Cây thì mấy chục trái luôn nè, trời ơi cái cây này. Cả nhà mình xem nè. Ồ, thấy trái của nó chưa? Nói chung là cũng được 4 năm rồi. 4 hay 3 ta? À, 3 năm mới được 3 năm thôi. Là cây cho trái cỡ này nè. Thì giá là cũng 5-6 ngàn ký thôi. Hiện tại thì đang bán có 5.700. Nhưng mà mình làm rẫy thì mà cây nó có trái như vậy là cũng hiệu quả rồi. 3 năm. 3 năm vậy là hiệu quả rồi. Cũng có những cây 3 năm nhưng mà trái cũng nhiều lắm. Có những cây nó cũng ít. Tại vì tùy theo cây nha. Có cây nó sung thì nó ra nhiều. Nếu mà đi hết dòng rẫy này, đi hết dòng rẫy nhà là hết, đi mất cả tiếng á, thì chắc đi hết rẫy về mình về nhà thấy. Cho nên là tưới dữ lắm nha. Bét phun là đầy vườn hết rồi. Ba em làm bét phun hết rồi. Ở quê thì vậy thôi, đều thì đang có bông, có cây thì đang có cho trái nhưng mà ít lắm. Qua Tết mới có nhiều nha. Đó. Mênh mông thiên địa luôn. Sau này thì em không ở Sài Gòn nữa thì em cũng về đây. Đây nè, đều cả nhà coi đều nè. Hồi đó để gặm gạp thì không có được mấy cây nha, nhưng mà bây giờ á, mình để thưa thưa lại á, thì cái năng suất hiệu quả nó rất cao nè. Nhà thấy đều đậu không? Nhà thấy đều đậu rất đẹp nha. Đó. Mình trồng đều á, thì mình cứ trồng lên khoảng tầm 3 mét một cây, 4 mét một cây. Nhưng mà tốt nhất là nếu mà trồng đều á, là 5 mét 3 cây đi. 5 mét 3 cây thì khi cái cây nào nó không cho năng suất á, thì mình sẽ cưa cái cây đó mình bỏ. Mình chữa cái cây nào có năng suất lại. Cả nhà thấy không? Nó thưa thưa mà coi hạt nó đẩy nè. Thấy chưa? Thấy hạt chưa? Cho nên là năm nay rất là ngon nha. Đều bằng đồ cacao. Sầu riêng thì cũng nhiều đó. Ba trồng sầu riêng cũng nhiều. Mới có 2 năm, 3 năm chưa có trái đâu. Nó tầm phải 4-5 năm. Nhà thấy đều. Nhà em ra hột đã chưa? Bữa có cây chanh trái nhiều lắm mà chắc cây chanh nó không còn nữa. Nó hư gốc rồi. Còn cây này màu vàng. Ở đây là Định Quán Đồng Nai. Định Quán Đồng Nai xã Gia Canh. Này cả nhà thấy không? Cây nào cũng có trái nha. Năm thứ ba, năm thứ tư rồi là cây nào cũng trái. Trời ơi, cây này trái cũng dữ dằn luôn nè. Cả nhà xem nè. Cây này cũng hàng tầm mấy chục trái nè. Cây bên kia nhỏ lớn cả trăm trái luôn kìa. Rất nhiều. Hết cây này mà đếm đếm gì nổi không? Cả lớn cả nhỏ quá trời luôn, đếm không nổi. Cây bên đây cũng vậy nè. Từ trên dưới luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh một cái vòng mình đi xuống kia. Mình đi xuống dưới kia xong rồi là mình vòng qua nè. Cả nhà xem càng cua nè. Ở đâu mua mắc chứ ở đây mà em nhổ hàng tấn cũng có nè. Càng cua quá trời luôn. Mai chiều mà em đi ra mùng em đi về Sài Gòn em hái mớ lên cho chòm sớm ai ăn. Hồi xưa đây cỏ dữ lắm, không có trồng, cỏ rác dữ lắm. Bây giờ đó là
trồng đồ là hết cỏ rồi. Cả nhà xem cây chuối nè, ở Sài Gòn mua một cái hoa chuối mắc cực kỳ nha, ở đây mà rất nhiều, nhưng mà ở đây chỉ chừa có vài bụi thôi, cũng phá chuối bỏ hết rồi. Lúc trước trồng giờ phá bỏ, chỉ còn cái vườn sau nhà, cũng 2 hecta phá bỏ chuối rồi. Nhưng mấy cái này là bông chuối này em để dành lại để mai chiều đem về Sài Gòn. Ở sao ba mới chặt bỏ quá trời, bỏ bông chuối quá trời luôn, trong khi đó mình mua mắc lắm nha, mà ở đây không ai ăn trơn á. Rồi khu này còn cua quá trời luôn nè, nói gì nói. Trước đây có cây chanh mà cây chanh nó bị đứt dây thèo rồi. Nãy giờ là mình mới đi có một góc từ bên này đi qua thôi, nó còn rất dài, cây nào cũng tái. Càng cua, cả nhà nhìn càng cua nó mọc nè, rau càng cua nha. Ở đây không có ai ăn hết, đây mọc bãi 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 lên luôn nè, đó rau càng cua. Tây Ninh á là người ta gọi là rau tiêu á, mà ở đây không ai ăn á, nhưng mà Sài Gòn mua tới mấy chục ngàn ký. Chỗ nào có bóng mát á là coi càng cua nó mọc nè, nó ghê chưa. Để mai chiều em đi em sẽ quơ một mớ em đi lên biếu làm quà qua chuối. Nói chung gà vịt giờ ở đâu cũng có, nhưng mà càng cua đồ qua chuối đồ á mua nó mắc, cho nên là mình hái gì mình biếu người miếng ăn nè. Cả nhà coi càng cua mập nè, ôi giời ơi càng cua nó tốt chưa nè, trời ơi coi nó tốt nè, đó cái này mà làm gỏi bò ha còn chịu bằng nữa. Cặp hàng ranh của mình như bên đây là có cái hàng rào, có cái cây mọc vậy là hàng rào nè, đó ngay cái cây dao của em để nè là hàng rào, bên kia của người ta, bên đây của mình đó. Cặp hàng rào thì mình trồng mít nữa nè, mít siêu sớm, cái cao thì trái khẩu hai bàn nè, mít siêu sớm. Trời bên đây cái miệt thì càng cua, nếu mà nhổ khu này chắc cả tạ càng cua quá, 100 ký ạ, quá trời luôn. Nó chuối thì còn mấy cây lắc đác à, ba bỏ muốn hết à. Coi này càng cua nó mọc nè, nếu mà đi nhổ hết vườn em nói thật sự nói không biết bao nhiêu càng cua mà nói. Còn đây là cái giếng cạn nè, đây là dưới cái hố này là cái giếng cạn ba em ống lắp rồi nha, hồi xưa sâu lắm, hồi xưa sâu mấy chục mét, giờ nó cạn nó hết nước rồi. Ngày xưa nó còn sâu là thỉnh thoảng là thỏ bên rừng á, thỏ rừng đó, nó lọt đây hoài, bắt thỏ hoài, giờ này là ba lắp rồi, cạn bớt rồi. Càng cua tốt không, đi kia vô con nè, chuối nè đâu có ăn đâu, thấy không, chặt dục nè, chuối chặt dục đâu có ăn đâu, bởi vì ở đây mình trồng chuối mình chỉ lấy lá thôi, khi mà cái chuối mà nó trổ ra cái bông chuối á là mình sẽ bỏ nha. Cho nên những cây này là có trái như vậy là sót, mình không có ăn trái những cây này sót, cho nên là bây giờ là bám chặt luôn. Ây, mít siêu sớm nè, thấy không nè. Vậy chứ mùa này cũng đâu có ai ăn đâu. Mẹ ba gửi lên cho em lần chục trái, 5-7 trái không? Gì Kỳ? Mày quay gì vậy Kỳ? Đi nè. Bên đây đa số là mít, trồng mít nhiều. Tại đất bên đây thì nó có đá nha. Càng cua, mít, sầu riêng, đều, chuối, đều, đều rụng mà chưa có gánh lụm. Càng cua.
cua quá trời, cua đi đâu cũng có thằng cua hết trơn. Bình thiên em cũng có điện thoại hỏi thăm số bạn này, ai ăn em mới nhổ về. Để em về em lên xe dư chỗ mà. Nhà em 4 người chứ xe đi đâu có hết nè. Mít trái này muốn ăn được nè. Gai nở nè, trái này gai nở nè. Nhưng mình trở cái cán dao lại mình gõ nè. Đó. Cái này nó còn bong 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 á là nó chưa già lắm. Khoảng một tầng lái nữa mình gõ bịch 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 đó, có nghĩa là nó chín nha. Tầng lái nó có bịch bịch là chín á. Cây nào cũng có trái. Ở quê thì vậy. Ở quê thì làm gãy mong được mùa, trúng mùa, trúng giá. Nãy giờ đi ra nhà thấy chỗ nào cũng có bét phun. À, mình chỉ gạt cầu dao là mình tưới cả vườn chứ không có đi lôi dây mà tưới từ cây nha. Ở đây là cái đuôi chuột gần tới giáp ranh ta rồi. Ngày xưa là đều là nhiều lắm mà giờ ba cưa thưa thớt ra bớt này. Em đi em coi em kiểm tra cây nào nhiều á, nó có rụng rồi là em tranh thủ em lụm gom đó rồi ba bán, chừng nào ba không bán không bán. Mít siêu sớm rất là tuyệt vời. Bên cái mé điều cao bên kia là của người ta, còn mình bên đây điều cao mình hạ bớt hết rồi, không còn, chỉ chừa mấy cái điều thấp thấp thôi. Xuống tụ tiền nha, mình đi xéo xuống dốc nè. Đi mấy cái đất tiền này mình đi phải cẩn thận chứ, nó dễ trượt chân nha, dễ trượt chân ngã. Thì nãy giờ là em cũng nói là trồng mít, sầu riêng, trồng đều, rồi chuối. Nhưng mà có một cây đặc biệt để em giới thiệu cho cả nhà mình xem. Một cây quý báu nhất ở trong rẫy nha. Một cây là gọi là quý báu nhất trong rẫy bên kia một cây nè. Em nghĩ cây bên đó là chuẩn bị có tiền rồi đó. Cây này cũng vậy. Cây này thì cao cũng cỡ 5-6 mét rồi. Cây bên kia cũng 5-6 mét rồi. Nhưng quan trọng là chiều cao không quan trọng nè. Quan trọng là cái thân nè. Đó, cái thân éo éo nè. Thấy không? Cái thân cây éo 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 nè. Nó đi dài lên đọt. Dài lên đọt nha. Thì cái cây này là giá trị nhất trong rẫy. Đây là cây gió bầu. Cả nhà biết trồng cây gió bầu này làm gì không? Nhà em bây giờ hiện tại là trồng cây gió bầu này khoảng tầm 5.000 cây. Trồng khoảng 5.000 cây nha. Nó trồng cặp theo hàng ranh như nè. Để giữ đất là một. Hai nữa là mình trồng về kinh tế nha. Nếu mà cây mà một khi mà nó đã có trầm rồi á, thì là sẽ cho một thu nhập rất cao và ổn định. Cây đó là cây trầm hương đó, ta làm ta lấy trầm đó. Đó, mình trồng mình bán cho người ta nha, mình trồng mình bán trầm. Mấy năm trước đều nhiều quay sướng lắm, đi đâu cũng có đều, mấy năm nay ba bỏ bớt hết rồi. Em sẽ kiếm một cây. Em sẽ kiếm một cây nó là chuẩn bị cho trầm. Thì cái video sau á, cái video sau em sẽ khơi nó lên. Em lấy cái lõi trầm, em đốt lên cho cả nhà xem. Rất là thơm nha. Đây. Cây này nè. Em bảo đảm cây này làm gì làm cũng có trầm rồi nè. Đó, kiến rồi nè, thấy kiến không? Cả nhà thấy kiến không? Kiến nhỏ nè. Kiến này là đục ra trầm nè. Kiến đục là cây sẽ đổ nhựa sẽ có trầm nha. Em bảo đảm cây này sẽ có trầm. Đốt là thơm nè. Nè, cái này nè. Cái này bảo đảm cả nhà đốt là thơm thơm trầm nè. Có trầm rồi nè. Mà ba em chưa bán đâu. Từ từ. Rồi, mình đi tham quan rẫy nha.
cái vụ trầm này để sau đi, mình làm cái video sau nha. Có cây rồi đã lên lỗi, đã mục rồi, đã bị con này con kia ăn tơi tả như vậy là nó có trầm rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn sống nha, nó không có chết nha. Đó cả nhà thấy không, nó xuống nè, nó thân cây nó như vậy nhưng mà nó vẫn sống nha, cây không có chết nha. Cây nào bị hư là cây đó mới có trầm. Giờ đi không biết ngõ nào để đi nữa, đi qua bên kia vòng lên thì xa quá. Mất siêu sớm, có cây có chút xíu bằng cầm tay mà chỗ là đu 1 2 3 4 5 6 trái, rồi dưới gốc rồi cũng được 3 4 trái đó. Tôi đắp dơ kéo rồi, nhìn thấy đó, cây ca cao nó trái màu vàng, trái màu vàng mít siêu sớm này ăn ngon lắm. Bữa ông tài xế ông chở tụi em về đây cho ông một trái, còn một trái bữa đem về nhà trả cho, rồi muối nó bự mà nó ngọt, nó ngon gì đâu luôn. Qua cây mít này trái mới giữ này. Cái cây nhỏ xíu quá này, ở nhà dòm cái mít kìa. Em cũng thấy có mấy anh chị quay video nhưng mà mít cũng có trái nhiều nhưng mà không có được như mấy cây mít nhà trồng đâu nha. Nó cả nhà nhìn cây mít nè, cầm tay chứ nhiều không được cầm tay của em nữa. Ở nhà coi trái nè, đây ghê chưa, trái quá trái luôn, mấy trái mà èo èo vậy chứ có muối ngon lắm nha. Nè thấy không, bản bình cầm tay của em đâu, nhỏ cầm tay của em nữa mà coi á, ôm trái nè. Cái mít này nó chỉ cao em khoảng tầm nửa mét chứ mấy, thấy trái dữ dằn không. Mình đã đi hết được phân nửa rồi đó, chắc giờ mình đi một cái đường thẳng mình đi lên luôn. Ca cao mà cả nhà biết cây ca cao này mình làm gì không? Cây ca cao này mình trồng lấy hột chứ không có lấy trái lấy vỏ nha, mình trồng mình lấy hột để mà mình bán cho người ta làm sô cô la đó. Sô cô la làm từ trái ca cao, nó như đất nhà thì biết đường đi chứ như anh chị lên là em bảo đảm đi hồi không biết đường về luôn. Ở nhà mình rảnh rỗi thì xem cho vui. Nói hoài nó cũng vậy, giờ mình cứ tự ngắm thôi. Cây nào cũng trái, cây nào cũng có trái, ôm chùm 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 mình đá. Em qua em hái trái màu vàng đó, lát em trẻ ra em ăn. Nhà thấy bên kia có trái nè, trái màu vàng nha. Hôm bữa em cũng ăn trái màu tím rồi nhưng mà trái màu vàng em chưa có ăn.
nhưng mà trái màu vàng hay là trái màu tím thì cái ruột nó cũng vậy à. Đây. Bằng tay em luôn á. Rồi. Giờ em sẽ hái nha. Cái kéo em không có kéo bấm, cái kéo cậu ba cầm trên kia rồi. Em nó cầm trên kia nó bấm đọt. Mình sẽ hái bằng con dao cắt một cái là đứt. Đây. Rồi. Cầm vô. Rồi một lát em sẽ chẻ ra em ăn nha. Rất là ngon, cái trái này rất là ngon nha cả nhà. Ăn nó chua chua như dâu như măng cục vậy đó. Thứ nhất, thứ hai á, nếu mình muốn ngon hơn nữa, xay nước đá bào ra, rồi cho miếng sữa vô, bỏ cacao này vô, dầm đá đường hoặc là đá sữa, hơi bị tuyệt vời. Rồi, lên được. Một trái. Ăn một trái muốn xỉu luôn á, chứ nhiều ăn gì hết. Chứ vườn nhà muốn ăn bao nhiêu trái mà không có. Đều cả nhà thấy không? Cả nhà thấy đều không? Hộp rất là to, người ta thích mua điều nhà lắm, điều nhà tại vì điều nhà hộp bự đẹp, người ta thích lắm, mấy người mua xuất khẩu rất là thích điều nhà. Rồi cái bắp chuối này bị bỏ đây. Cái chuối bên đây bị bỏ rồi, cái này là còn trái còn còn bắp luôn nè. Nè. Ba chặt rồi. Ba chặt bỏ rồi. Quên dặn ba là để tới bữa đi Sài Gòn đốn đi. Nên là ba chặt bỏ rồi. Kệ đi, nhà nhiều mà. Mình hơi tiếc. Tiếc là hơi tiếc á, nhưng mà nhà nhiều mà. Mai chiều chặt khác đi ra vườn chuối đằng sau nhà, mai chiều quay vườn chuối sau nhà mình không. Mênh mông tình buồn. Lát sẽ ăn nha. Ở bên kia là đang tưới á, bên kia là cậu ba đang tưới à. Cả nhà thấy cái keo đủ nó nằm dài đất nó cũng có trái nữa, thấy không? Thấy keo đủ không? Nó nằm dài đất cũng trái nữa kìa. Em chắc vài năm nữa thì em cũng về quê. Gán lo cho con vài năm nữa con nó học hành thôi đó đàng hoàng. Em cũng về quê. Chứ Sài Gòn chặt vật cũng hơi vất vả. Về quê thì sống nó nhàn hơn. Mình tới từ khu nha. Mình tới một lần vậy được 4-50 bát tới từ khu. Rồi xong khu này mình sẽ qua khu khác vậy đó. Thì giờ video của em tới đây là kết thúc luôn. Tạm biệt cả nhà nha. Em đi không nổi nữa, mỏi giò quá. Nó còn nhiều chỗ nó chưa đi mà đi không xiết nữa. Bye bye cả nhà.